Người tù binh này đang ở một mỏ than. Anh phát hiện băng chuyền đang quay đi chỗ khác, cho nên anh quyết định sẽ trốn khỏi đây. Nhân lúc canh phòng không chú ý, anh trèo lên cái thang, sau đó ngồi lên băng chuyền, đợi cho đến khi băng chuyền quay đầu, sau đó dẫn xe ảm nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống, anh lấp vào một cái xe tải. Chiếc xe chầm chầm tiến về phía trước. Anh nhìn lên bầu trời, tâm trí muốn được tự do. Nhưng một giây tiếp theo, chiếc xe bị kẹt lại, dừng lại. Anh nhẹ nhàng ló đầu ra, chạy trốn thất bại, bị phát hiện rồi. Người đàn ông bị bắt trở về, kỳ lạ nhất là đội trưởng không trừng phạt anh. Sau đó cho anh trở về chỗ ở, bạn tù từng người đều nghiến chặt răng, xếp thành hàng dài, trong tay cầm một chiếc khăn. Anh cuối cùng cũng kiên trì không nổi nữa, ngã lăn ra đất. Bạn tù không có nhân nhượng, càng không dừng đánh anh. Họ như bị điên vậy, chuẩn bị đánh chết người đàn ông. May thay có người ngăn cản, mới có thể dừng lại. Bác sĩ vì kiểm tra thân thể cho anh, người đàn ông cầu xin bác sĩ cứu mình. Vợ con của anh vẫn đang ở nhà đợi anh quay về. Bác sĩ nói với anh, ở đây là bán cầu phía bắc, chạy trốn mà không chuẩn bị tốt, cứ thế chạy trốn cũng sẽ bị cóng chết ở bên ngoài. Cuối cùng, bác sĩ nhẹ nhàng nói cho anh biết, muốn chạy, tới đến tìm tôi. Tối đó, người đàn ông tìm đến bác sĩ. Bác sĩ cởi áo len ra, từ trong tủ lấy ra một cái hòm. Người đàn ông đang mặc quần áo. Bác sĩ một bên nói cho anh biết, trên đường có vật tư mà bản thân đã giấu trước đó. Sau đó, bác sĩ lại đưa cho anh một khẩu súng. Tất cả chỗ đồ này thì ra đều là bác sĩ chuẩn bị cho bản thân thoát nạn. Nhưng 3 tháng trước, ông phát hiện ra rất khó có thể vượt qua cái lạnh của phía bán cầu bắc này, đưa tất cả cho người đàn ông. Chỉ hy vọng anh có thể chuyển lời của ông đến vợ con ông một câu, mà con đường trở về nhà lại những 14.000 km. Trong đêm đông giá rét, người đàn ông xuất phát, nhờ vào cái la bàn của bác sĩ giúp anh xác định được phương hướng. Người đàn ông không dám dừng lại, vẫn luôn không ngừng tiến lên phía trước. Đột nhiên, sau lưng có một loạt tiếng nổ rất lớn, anh quay đầu lại, quân lính đang đuổi theo đằng sau. Người đàn ông điên cuồng chạy trốn, nhưng trên nền tuyết, người chạy không bằng chó. Rất nhanh, anh ngã xuống nền tuyết, những con chó chạy trên nền tuyết nhảy lên bắt lấy anh. Người đàn ông sợ hãi vô cùng, sau khi bình tĩnh quan sát anh mới biết vậy mà lại là ảo giác. Chạy trốn thời gian dài khiến thần kinh của anh phát hiện vấn đề. Đợi đến tối, anh lại nhìn thấy một loạt vết dấu chân, anh thấy rất kỳ lạ. Anh ước lượng lại dấu chân, vậy mà lại vừa như in, đây không phải ảo giác. Anh đi một vòng tròn rồi. Lại qua không bao lâu, người đàn ông ăn hết sạch đồ ăn. May anh phát hiện ra một con hải cẩu, liền nổ 2 phát súng giết chết con hải cẩu. Con hải cẩu chạy trốn, người đàn ông đứng dậy đuổi theo, kết quả bị ngã xuống nước băng. May thay, cuối cùng cũng bắn trúng con hải cẩu. Sau đó quần áo bị ướt, rất có thể sẽ chết vì lạnh. Người đàn ông này cởi giày ra, ngồi xuống nền tuyết. Anh lấy ra một con dao, giật bụng con hải cẩu ra. Sau đó, anh nhấc cái chân bị đông cứng của mình cho vào trong bụng con hải cẩu, lại làm nóng miếng da của con hải cẩu, dùng miếng da nóng đó đắp vào cái chân bị nóng của mình. Làm xong tất cả, người đàn ông lại xuất phát lần nữa. Lúc đó anh cách nhà vẫn còn hơn 10.000 km. Anh đi rất lâu, phát hiện phía xa kia có bóng cây. Người đàn ông lê từng bước chân chạy lại, vui mừng ôm lấy cái cây khô kia. Nhìn thấy cây chính là rất nhanh có thể rời khỏi chỗ tuyết phủ này. Người đàn ông tiếp tục đi, rừng cây bắt đầu dần dần hiện ra trước mắt. Tối đó, người đàn ông ngủ trong rừng cây, ánh lửa thu hút bầy sói, chúng kéo đến vây quanh anh. Nhưng người đàn ông lấy súng ra đuổi bọn họ đi. Kết quả ngày hôm sau anh gặp báo tuyết, anh khó nhọc bước về phía trước, không may bị một cành cây bị gãy đập trúng. May thay những người lữ hành kia xuất hiện cứu được anh. Người đàn ông đi theo họ sinh sống. Chớp mắt đã đến mùa hè, họ ngồi trên một chiếc bè chuẩn bị đưa người đàn ông về nhà. Một vườn phong cảnh được vẽ, mọi người nói cười vui vẻ. Nhưng đột nhiên hồ nước bắt đầu mạnh mẽ, chiếc bè chớp mắt bị mất khống chế. Không may một người trong số họ rơi xuống dòng nước, đầu còn đập vào một tảng đá. Người đàn ông lập tức nhảy xuống cứu, dùng rất nhiều sức lực anh thành công cứu được người kia lên bờ. Sau đó một người khác một mình rời đi, còn trộm lấy tiền của họ. Hai người sau khi được cứu trở về chỗ ở, một tiếng súng vang, người kia giết chết bạn đồng hành của mình. Sau khi thu dọn xong, hai người lại tiếp tục xuất phát. Rất nhanh lại đến mùa đông, đường càng lúc càng khó đi. Người đàn ông kia muốn bỏ tất cả đồ dùng lại. Đến nửa sườn đồi, người kia nhân lúc anh không để ý đã đẩy anh xuống núi. Người đàn ông lăn mấy vòng ngã xuống núi, không ngừng lăn khiến anh bị ngất đi. Sau khi tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mê, hình như anh nghe thấy tiếng gì đó. Người đàn ông từ từ mở mắt, kết quả thấy một bầy sói đói. Bầy sói chạy đến phía anh, anh bị dọa sợ co chân chạy trốn. Rất nhanh bị bầy sói đuổi kịp, anh chỉ có thét trèo lên một cái cây, mà bầy sói ở bên dưới cũng không ngừng kêu gào. Người đàn ông này cố gắng nắm chặt lấy cái cây này. Bên dưới là một bầy sói, chúng không ngừng nhảy lên cắn lấy chân anh. Người đàn ông bị dọa sợ hét lớn, bầy sói cắn vào hai chân anh, dùng sức kéo anh xuống. Anh sống chết không buông cái cây ra. Anh dùng sức lướt toàn thân, nhưng cái cây này sắp không giữ nổi nữa, cái cây bị gãy. Anh sợ hãi nhắm chặt đôi mắt ngã xuống nền đất. Lần này anh bỏ cuộc, chờ bầy sói đến ăn thịt anh. Sau đó bầy sói lại không hề bước đến, mà chuyển đến tiếng súng, sói bị bắn chết rồi. Thì ra người đàn ông được người bản địa cứu. Họ dùng xe trượt tuyết chở anh về bộ lạc. Người bản địa ở đây chăm sóc cho anh, thân thể của anh khôi phục lại. Anh cùng người bản địa kết giao làm bạn tốt. Anh muốn mùa đông lại tiếp tục đi, nhưng thống lĩnh sắp đến rồi. Anh chỉ có thể nói lời tạm biệt với người bản địa kia. Cô gái đó còn tặng cho anh một con chó. Con đường trở về nhà hơn 10.000 km, cuối cùng cũng không cô đơn. Chớp mắt anh cùng con chó bước vào mùa về. Người đàn ông ở xưởng gỗ tìm được công việc lái tàu hỏa, càng lúc càng gần nhà. Sau đó anh vẫn bị đuổi bắt, công lính đã mang phục ở chỗ anh nhất định đi qua. Không
không dễ dàng gì trốn được, lại không may đụng phải đội trưởng, hai người đối mặt nhau. Đột nhiên con chó xông đến cắn đội trưởng, nhưng binh lính sắp đuổi đến rồi, anh chỉ có thể chạy trốn. Sau lưng chuẩn đến tiếng súng, chú chó đã bị giết chết. Người đàn ông cố nén sự đau lòng, một đường chạy trốn, cuối cùng nhảy xuống một chiếc tàu hỏa, thoát được một mạng. Cái chết của chú chó khiến anh vô cùng đau khổ. Lại qua rất lâu sau, anh đã thay đổi vẻ ngoài, nhưng anh vẫn chưa quên cầu nguyện. Ở trong nhà thờ anh gặp được một người tốt. Người đàn ông được đưa về nhà, thu dọn một chút, đổi một bộ quần áo mới. Người gốc còn chuẩn bị cho anh một hộ chiếu giả. Cầm theo hộ chiếu giả, anh cuối cùng đến được biên giới. Qua kiểm tra, anh được đi qua. Người đàn ông vui mừng không thôi, anh nhanh chóng đi qua bên kia. Đột nhiên, đối diện chiếc gương sáng kia khiến anh không mở nổi mắt, bóng dáng đội trưởng xuất hiện. Người đàn ông dừng lại, quả nhiên là đội trưởng. Anh quay người nhìn bốn phương, lần này thật sự không thể chạy rồi. Người đàn ông chỉ cách đường về nhà một khắc này thôi. Thâm tâm anh không cam lòng, nhưng dưới sau, đội trưởng lại nhường đường cho anh. Ông đã bỏ qua cho người đàn ông này. Lúc hai người lướt qua nhau, ông nói. Đội trưởng khiến người đàn ông cảm động không thôi, nhưng anh muốn giải thoát cho trái tim mình. Cuối cùng trong đêm tuyết anh trở về nhà. Anh qua cửa sổ quan sát, mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Người nhà sau khi rời đi, anh sợ hãi nấp vào bên tường, tiếp tục quan sát. Người nhà anh đến nhà thờ, anh cũng bước vào theo. Lúc đó, cô con gái đột nhiên quay người, nhìn thấy bố mình, hai người ôm chặt lấy nhau. Vợ anh nhìn thấy anh, một nhà vui mừng nghẹn ngào. Trải qua 14.000 km trở về nhà, người đàn ông dùng tròn 3 năm. Nếu nói có người là ý nghĩa trong sinh mệnh của bạn, vậy nhất định là người thân của bạn. Sau hàng nghìn km, nói không nên lời.